Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Stickman Drive Rex. Let's go. Ok, nhặt luôn cái này. Sau đó thì mình sẽ chạy luôn vào luôn trong đây. Cheers. Выручи меня, братан. Скоро буду. Lại là nhờ ngoài hành tinh cứu, nhưng cũng lại không thành công. Wow, ok. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ hai, It's Horror Cloud. Let's go, baby. Chapter 1. Ở đây thì có một cái bản đồ, mình sẽ nhặt luôn. Nhưng game này mới update các bạn ạ, không biết là có thay đổi cái gì mới không. Fin's Cry, một con dao. Đó, không biết có một con dao hiện đây không. Let's go. Ông ta quanh lại đường này rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên đường trên. Let's go. Let's go. Tiếp tục nào.
Ok, mình sẽ đợi ông ta đi xa ra, sau đó thì mình sẽ vào trong căn phòng cứu anh bạn này. Let's go. Ok, và anh ta sẽ đưa cho mình một chiếc chìa khóa để mở cửa thư viện. Ông ta đang ở gần đây, cho nên mình sẽ vào đây để tìm lại xem còn thiếu một sót một cái gì không. Chiếu à, 8666, ok, let's go. Mình sẽ giữ anh ta ra đây. Rất là hình hài, rất là kinh khủng. Ok, ra ngoài thôi. Wow, let's go. Ok. Wow. Nhìn xuống đây chết luôn.
vậy thì thoát ra kiểu gì? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ojin 3. Let's go. Cái đó thì chắc phải quay lại hoặc là gì đó thì mới thoát được. I should get out of here. Hoặc là các bạn phải kiếm một cái tấm gỗ. Theo mình nghĩ là như thế. Ok, let's go. Và từ game này thì các bạn phải đi tìm cho mình 5 chiếc chìa khóa. Ok, let's go. Trong này không biết có không. Rồi mình sẽ ra đường khác. Đường này thì ít khi nó có lắm. Nếu các bạn may mắn thì các bạn sẽ kiếm được thêm một hộp dương. Còn không thì các bạn chỉ cần 5 chiếc chìa khóa thôi là các bạn sẽ thoát ra khỏi căn nhà này của ông Slenderman. Làm tìm máu nào. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ đi lên trên. I should get out of here. Ok, let's go. Một chiếc. Wow, nhìn thấy chiếc thứ hai rồi. Chiếc thứ ba. Từ ngoài từ trong kia thì ra được, nhưng mà từ đây không lại lại không vào được bên trong, tại vì nó vướng mất một cái bậc. Ok, let's go, mình sẽ lên trên tầng. Hình như ông ta đang ở gần đây. Trong này có mất chiếc này. Just a little more. Ok, mình phải đi tìm thêm cả máu thôi. Mình sắp hết máu rồi. Wow, wow, ông ta đã xuất hiện ở chỗ này. Chạy thôi. Let's go, let's go. Chạy xuống đây xem có máu nào. Làm tí bình máu. Ok. Đầy bình luôn. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm 5 chiếc chìa khóa là các bạn hoàn thành được game. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Roblox. Let's go. Ok, let's go. Chuyện gì ta? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ vào trong sâu. Lấy một anh chàng khổng lồ ra. Let's go. Đây rồi. Xem có ai dưới không? Rất là đông người dưới. Mình thử vứt xem có trúng không. Wow, anh chàng này đang bay lên. Rồi, mình sẽ xuống đây và tiêu diệt từng người một. Let's go. Tiếp tục nào. Anh chàng này chết luôn rồi.
Bây giờ tiếp tục. 9 tiếp thôi. Vẫn chưa thấy ai. Kìa rồi. Let's go. Okay, let's go. Let's go, let's go. Mình rất là nhiều, không phải sợ. Khi các bạn giết được thêm một người thì các bạn sẽ được cộng thêm một ít máu, cho nên các bạn sẽ không sợ khi các bạn đứng ở đông tiêu diệt hết luôn. Wow. Xem anh chàng này sẽ đi đâu. Wow, đông thật, mình sắp chết rồi. Còn nửa cái máu thôi. Rồi, mình sẽ tiêu diệt hết chỗ này. Xem có tiêu diệt được không. Ok, chết rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Slender 2. Let's go. Tới game này thì các bạn phải đi truy tìm 7 con ma, sau đó thì sẽ săn lùng và chụp 7 bức ảnh ma. Thì trong tựa game này thì có Slenderman. Khi các bạn gặp Slenderman thì các bạn phải chạy trốn và thoát khỏi ông ta. Và săn lùng 7 con ma trong cái map này. Một cái map khá là rộng. Let's go. Mình sẽ đi lên trên này xem có gì không. Ok, let's go. Ok, có một con. Mình sẽ leo vào bắt nó. Let's go. Chạy đi đâu. Chạy đâu cho hết nắng. Ok, let's go. Tiếp tục nào, đi ra ngoài. Thank you.
Wow, xin lên đồng em, chạy thôi. Chụp được không? Tôi xuống đây rồi, bắt buộc phải xuống đây rồi. Không có đường xuống. Ok, let's go. Lè nhanh, không sợ nó đi mất. Ok, hai con. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và săn lùng 7 con ma. Wow, Slenderman chạy đã. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Rift. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Và ta bắt đầu cho thêm quân lính vào rồi. Giờ mình phải lẽ tránh thôi. Oh my gosh. Ok. Oh my god, chết rồi. Chỉ còn một tẹo nữa thôi là thành công. Để sẽ cứu sống cô bé này. Let's go, let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma, Develops Slender. Ok, let's go. Tựa game này thì các bạn phải tìm 8 tờ giấy. Rồi mình sẽ nhìn xung quanh này xem có không. Vào trong này sang. Đây như trên tầng. Ok. Trong này có gì không? 8 mảnh giấy à? Ok. Thank you.
2 tờ rồi. Đây là phòng ngủ của ông bà ma. 3 tờ. Mình sẽ không vào trong. Rất lấy chìa khóa luôn. Mình vẫn chưa nhìn thấy cái chiếc chìa khóa nào. Đây không có. Ok, let's go. Đi vào trong sâu xem có gì không. Một con ma đang ngó mình. Bỏ luôn. Xem nó chạy đi đâu. Nó chạy thoát rồi. Let's go baby. Đây rồi, một chiếc chìa khóa đang ở dưới đây. Đây là một phòng ăn rất là rộng luôn. Đó, các bạn cứ đi xung quanh căn phòng này, những căn phòng này, và các bạn tìm cho mình 8 mẩu giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi căn phòng của bà ma và ông quỷ này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Ok, let's go. One day. Rồi mình rút cái này xuống. Sau đó thì mình sẽ đi ngược lại. Mở cái này ra. Đây không có gì. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới. Let's go. Phải tìm 4 mảnh với các khẩu súng này. Hình như 3 hay 4 đấy. 3. Let's go. Ok. Bà này chắc đang xuống đây rồi. Ok, let's go. Chuẩn thôi. Rồi, mình sẽ mò ra sau. Cười của bà ta rất là kinh khủng. Let's go. Đây là một chiếc chìa khóa. Không biết chiếc chìa khóa gì đây. Wow. Rồi tao bắt mắt thôi. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.